Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, quý khán giả cùng toàn thể đồng chí. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, toàn thể quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí đã đến dự và theo dõi chương trình lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng chốt chặn tàu ô qua sóng đài phát thanh truyền hình của 32 tỉnh, thành phố. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt. Thank you.